dép thầy đấy. Con đã trở về. Chúng tôi đã được vợ chồng anh Lương chủ cái quán BBQ bar, và đây là bác Tế là chủ của cái Yamaha Hiếu Hoàng làm được tạo điều kiện hết, mượn hết cái con đường này luôn. Nhà cửa là bác sắp tới là bác xe cho đoàn người thiện mà mượn miễn phí. Ôi trời ơi bác ơi. Rồi gặp thằng cao to rồi. Giảm 50% nữa. Biết khách sạn này rồi, thằng máy này sáng nay định gả cho con Tâm đây. Anh chào chú. Anh đã về. Em người yêu chưa? Em chưa. Sinh năm bao nhiêu? Sinh năm bao nhiêu? À, gọi cô Trang. Sinh năm 2000 thì gọi là cô Trang chứ không phải là em. Cô Trang. Xin giới thiệu mọi người là khách sạn Tân Bình đang miễn phí 50% cho đoàn cứu trợ nhá. Khách sạn đẹp lắm nha. Khách sạn Tân Bình nhá. Đây là cầm cho. Tao ghi vào đây. Đó. Đó. Đưa đau lưng đó. Đó, con. Có biết là hôm nay mày cầm với tao. Con nói thầy nghe, con tưởng là con đã chết rồi. À thầy, mình đã chết rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, đi đâu rồi? Tôi đang lên báo cáo những cái nơi cần đi. Cái này là cũng cho ông nha, cho đi luôn. Cái này là đi cho ông nha, cũng cho ông nha. Cái này an toàn, cái không an toàn. Khách sạn Tân Bình, khách sạn Tân Bình. Khách sạn Tân Bình đi vào, rẽ phải. Thầy đưa cho chị mà. Không cho tôi chết. Không cần cho tôi chết. Cái xích hoa. Cái này đi không? Em cũng biết là thầy lì rồi đó một cậu. Cái này có xích nha. Đó. Đấy. Thầy cho mì. Các chị cố gắng phụ giúp thầy em nhé. Em mới đi từ. Đó, mọi người. Vớ tắt này. Đó. Chụp lại mấy cái này chưa? Chụp lại mấy cái này chưa? Vô luôn. Chụp chưa? Chụp tốt tất tất dầu chưa? Chụp tất với dầu chưa? Vớ với dầu chưa? Đó, đây. Các bạn đã nhìn thấy chưa? Con nhà cô. Con đã trở về. Con khổ quá. Bị đè đầu cưỡi cổ con khổ quá. Không, bây giờ các cô về ngay ngủ đi. Về ngủ đi nhanh lên. Sáng khách. Được gì? Trời ơi, con chịu ở trong bếp là các cô, con lạnh cô. Các cô đi nghỉ ngơi đi. Đó. Đây biệt đội. Áo phao. Áo phao này là... Ơi. Cái gì đó? Ghi gì đó? Ai đây? À. Chị ơi, chị Hạnh. Chị đi lên cái gì phong? Thượng phong Hà Cạn. Bao nhiêu phần ạ? Tâm ơi,
Tâm sẽ phụ trách nói với anh Quỳnh là mình sẽ đi Thượng Phong Hòa Trạch. Tâm cầm đi. Đã sợ mà mình lỡ luôn. Có được là lỡ. Dạ. Đây là ông tôi. Anh Lương. Đề xuất chị đang tính. Em đang nói là cái đề xuất của chị á. Ủa, anh Lương chia buồn hay chúc mừng? Đâu anh phải chúc mừng chứ, bà có kiến mới mà. Phải chúc mừng. Có nghĩa là đây đang là đề xuất. Nhưng mà bà nhận thương mại họ làm thế mình thương họ hơn. Bởi vì là người ta bán chối quần áo rồi, người ta buồn quá. Các chị cho cái số điện. Anh đi thôi. Em thôn Mô. Em đi thôn Mô. Em đi thôn Mô. Em đi thôn Mô. Em à? Em bị thôn Mô, cái địa chỉ này em biết là không có ai đến. Em có vị trí nào? Em có Phúc Lương không ai đến đi. Phúc Lương thì em đi Phúc Lương thôi, em phải đến chỗ khác chứ không được đi đúng nhau. Anh muốn cái gì anh phải nói với em. Không, em muốn cái gì đâu. Ok chưa? Đàn ông phải lịch sự, ok. Em lịch sự, em cũng lịch sự với chuyện gì đâu. Ok chưa? Em chưa ok. Chưa ok thì ra ngoài. Cũng phải chào đi cũng về. Trời ơi. Mời anh ra ngoài dùm. Ở đây có chỗ của anh. Không làm việc với anh, ok. Thái độ với cán bộ là không được. Tên này đâu ra vậy? Em đi tè đi. Ở đâu ra vậy? Địch bố đời mẹ thiên hạ tao á. Chưa có tuổi để làm bố đời với tao được nhá. Có muốn xin vào xã nào thôn nào ha, thì phải biết nói chuyện thế nào. Ok chứ. Tôi không có hiền nhá. Chỗ này bố mẹ tao ngồi, không ai ngồi đây được đâu. Bình trà đó nhỉ. Trời xuống. Em ghi lại chỗ điện thoại chứ. Không lấy phục lương anh chị nữa. Đang biết tụi không chị là biết tụi bạn đi. Cái này đưa ra xin thôi. Dĩ nhiên. Em lo tê cho chị Hạnh. Thượng Phong. Cái gì cam á. Em thấy cái khu vực Lệ Thủy ấy chị, mình sẽ không vô nữa. Những cái vùng em sẽ nốt lại chị, những cái chỗ sẽ không đi nữa. Nha. Không phải, em sẽ tí nữa mình sẽ làm việc lại cái chỗ này, bởi vì những chỗ nào không đi nữa mình sẽ không đi luôn, bởi vì nhiều người cho rồi. Tại thực tế em đã đi tất cả rồi, mà những chỗ nào đông người quá em không vô. Em sẽ đi ưu tiên cho những vùng cao, vùng núi cao để người ta có quà. Chứ bây giờ thì em nói mình đi rồi mình sẽ nốt lại những chỗ cần đi. Không phải. Ví dụ như vào Thủy Thủy gì đấy, đông khủng khiếp luôn. Em đi mà được nắm chiếc sạch cơ để em đi qua cho những nơi mà chân tôi làm đi được. Chứ đo hành quả không được. Em đi xe ngang của em đi em đi phân. Bởi vì ví dụ như cái chỗ nào mà đò mà tính tiền em không vào luôn. Cái chỗ trong sâu dài đi cả. Ừ thì đấy, thì chị nói là chỗ nào phải sâu. Sâu thì mình phải cho nhiều quà, cho nhiều đồ. Đúng rồi, mình phải đi những chỗ sâu, còn tôi mấy cái chỗ gần đây chỗ nhiều. Tôi tưởng đi sân vận động, tôi tưởng đi hội chợ gần 200 cái ô tô.
container cho chị nha. Khủng khiếp luôn, có nghĩa mình sẽ không đi những vùng người ta đang đi. Mình phải đi những vùng mà người ta không đi. Hôm nay cái thôn Thái Xá, chị đi vào thôn Thái Xá, đi dùm em. Thôn Thái Xá, xã Mai Thủy. Giờ em đi cho Thái Xá nhá. Gì? Kim Thủy. Ừ đúng rồi, Kim Thủy, Trường Thủy. Này, là những cái chỗ là cực kỳ khó khăn. Là cực kỳ khó khăn, rất là khó khăn. Anh không, em đi vô đó nhá. Mà cái con đường sình chỉ có một vết ô tô mình thôi, là không ai đi. Kim Thủy. Cái đấy là trong dân tộc. Trường Thủy đúng không? Dạ. Xã Kim Thủy. Xã Kim Thủy. Đó, xã Kim Thủy. Và xã Trường Thủy. Đây là núi nhiêu này? Ngập. Dạ. Không, ôi cái chỗ xã Mai Thủy đây này. Quy cái của mình, của mình là mình sắp xếp bây giờ còn ở ngoài gì nè. Không biết rồi. Cái chỗ cái chỗ mà anh mà dẫn mình đi 6 ngày nay á, cái anh Quỳnh rất tội nghiệp. Cái gì Phong ta? Thượng Phong, Hạ Cam à? Hạ Cam. Thượng Phong, Hạ Cam. Thượng Mã Phong. Thượng Phong, Hạ Cam như thế này. Ừ đấy đại loại là mày dịch lại cho tao cái. Hả? Thượng Phong Hạ Cạn. Trời ơi. Thượng Phong Hạ Cạn. Các bác comment cái chỗ vừa xong đi. Thượng Phong Hạ Cạn. Kim Thủy, Mai Thủy. Mấy cái xóm comment dùng cái. Cho comment dùng cái. Tại vì mình sẽ chỉ ưu tiên những địa điểm mình đã đi rồi. Còn những đơn vị đến mà đề bạt chỗ nào là chúng tôi chưa rà soát là chúng tôi sẽ không đi. Trời ơi, ông ở đâu mà ông xin làm bố tôi à? Không dễ đâu. Đó, đây là 3.000 phần. Đấy nha cả nhà, 3.000 phần. Đây là chị Phục. Ơ chị ơi, cá hộp ra chưa? Chị là người liên hệ mà. Cá hộp 9.600 hộp, chị đó gọi giúp em cái 9.600 hộp của em. Mấy cô này là người ở đây này, giúp bọn em nhé, giúp bọn em cái nhé. Em sắp chết đến nơi rồi. Vâng, giúp bọn em. Các cô giúp bọn cháu cái nhé. Cháu chết đến nơi rồi đấy. Úi giời, Tuấn Anh đấy à? Em nói với Quỳnh là mình sẽ đi cái chỗ đó đấy. Cái chỗ nhà nó đấy, Thượng Phong gì đấy. Quê. Bây giờ thấy đã chút địa điểm rồi. Vừa nãy có thằng điên nào ấy vào xin đi mẹ em ấy quát tao vào. Ê đi mẹ chỗ này nhiều máu rồi. Ồ cứng với tao à. Tao ấy đủ. Cái gì? Ừ, nói Quỳnh vậy. Hả? Sư phụ gọi chụp hình chưa? À, chưa. À thầy ơi, Minh Hóa, Tuyên Hóa là hai chỗ rất là khó khăn. Có nghĩa là chị không? Bây giờ họ đến xin là việc của họ. Nhưng mà mình chốt lại là việc của mình. Nhân sự của mình. Thằng cha đấy ở đâu ra đấy? Tự má vừa định nói em chửi bọt ra đấy. Có nghĩa là mình không có hứa gì hết. Cầm đang làm gì với cặp lại chi? Phong. Quay đây. Từ từ, 11 giờ thì 11 giờ mình đi. Sao? Cầm lại chim giùm cái đi. Để em đi xử lý cái. Tao đâu biết. Thôi vậy hả? Quay cái này. Cho em ghi lại hình ảnh tí nha. Mới tới cá hộp. Thế à, cũng được. Thế thì mai sao? Đây là mì chay bồ đề của Bình Tây Company. Và đây là thầy Minh Phú mua mượn nợ 333.818.000. Và Bình Tây Company cũng dừng luôn. Đấy, đống hàng ở đây. Đó. Cố lên các anh em ơi.
container to như thế này đâu. Mày đang làm bài đăng lại đâu thầy á? Chà cả nhà. Sao tụi mày đâu? Điện thoại trên xây. Theo từng câu ạ. Khủng khiếp không? Mọi người thấy lượng hàng khủng khiếp không? Mọi người thấy cứ lượng hàng khủng khiếp không? Đây thầy tôi. Thầy tôi như chim bay. Là thầy có cần gì nói là thầy được thầy mà nợ người ta tiền xong người ta cúng dường thầy thấy vui không? Các cả nhà, đây là Bình Tây Company. Hủ tiếu Nam Vang hàng xuất đi Mỹ. Đừng con. Con để bên đây đi con. Đó, rồi. Đó mọi người thấy không? Hủ tiếu này luộc bằng nước lạnh mới ngon nha, luộc nước nóng không ngon. Ngâm vào nước lạnh đúng không thầy? Đó. Mày thấy không? Đồ xuất đi Mỹ đấy. mày đi sang xe mày lên cái ghế trước giật cái điện thoại đen cho chị đi. Thầy tôi đi các bạn. Con giả thầy điện thoại này. Mai là mình phải chia người nha thầy. Dạ, bây giờ là cái danh sách nào? Dạ, không phải các bạn này là đang có danh sách đó rồi. Chị nhớ phúc lương an ninh nhé. Dạ, phúc lương an ninh nhé. Ở đâu ạ? Ở huyện nào? Phúc lương an ninh. Nhưng mà cái phúc đấy, phúc cuối cùng nhập dịch lâu ngày. Phúc, để em nô ra này. Phúc lương. Phúc lương an ninh, tôi băng đăng chính chị kia rồi. À vâng, ok. Phúc lương an ninh. Huyện an ninh ạ. Xã An Ninh, huyện xã An Ninh. Dạ. Phúc Lương, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh. Rồi ạ. Hoặc là chị ghi số của tôi thì gọi tôi ra. Dạ. Tôi hôm trước là tôi nhờ một đoàn ra cũng người ta bắt ngoài này người ta lấy luôn. Dạ. Bà con năng lượng không có mà chuẩn bị tàu thuyền vào rồi. Đây, anh nhầm cho xem. Tại vì bà em chỉ muốn đến những chỗ nào mà anh thấy hàng hóa rất là nhiều tôi bao la. Đang ở đây vợ tôi phục vụ từ sáng giờ tôi nói. Anh ạ, hàng nhà em là rất là bao la. Bởi vì bà con tin tưởng mình, trao cho mình. Đó là mình sẽ phải đến những nơi cần. Chứ em thấy anh không vào Lệ Thủy đông quá anh ạ. Như đi chảy hội. Như đi chảy hội mà. Tôi kiểm tra rồi ngày nay chỗ này vẫn chưa ai vào. Dạ. Có một hai người vào không dạ. Đáng kể. Đấy, tôi làm ở văn phòng Lan Thủy. Dạ. Anh tên gì ạ? Dân. Dạ vâng. Có ghi số điện thoại đấy. Dạ vâng. Ý chị vào duyệt thì lưu ý chúng ta. Dạ vâng ạ. Em nhớ rồi. Mai cần thế thì tôi thuê xe ô tô, tôi bỏ tiền thuê xe ô tô. Anh yên tâm. Thầy em sẽ lo liệu những chuyện đó. Alo lại tôi nhá. Dạ vâng. Ok anh, em nhớ rồi. Em tên Trang. Bà, con lại bố vào bố làm đi bố. Đây nước tương này. Nước mắm này cả nhà. Này nước mắm nha, 1 lít nha. Người bốc mùi. Được rồi, anh ấy. Úi dồi ôi, cái chai nước mắm của tôi. Phải có người đứng ở cạnh đây nào. Ê cụ, mày đã định làm khâu nào đấy? Em làm khâu nào? Ở thế chú ra đây đứng canh này là mất. Mất rồi. Không có mất, đây là mất.
Thầy hướng mặt thật. Em lưu tê rồi, vào nói chuyện liền đấy, lo tê rồi. Ui giời, Facebook của thầy có tương lai người xem, chán thầy ghê. Để con giúp thầy một vài. Thấy container hàng chưa? Alo, ai gọi chị gọi hoài vậy? Ơi. Chị cho rồi đó. Chờ tí nào, chờ tí, tao bảo tao cho cái số bà chú. Chờ đi. Em ơi, em Phượng, em cho số bà gì em, cái đội đoàn vừa xong sang xã của bà gì em muốn cho quà này, mà gọi chủ tịch xã nhị sai số này này. Đây, mày nhắn đi, anh gọi cho gì em ở thôn đó. Lại mày đấy, có số chủ tịch xã không? Em số chủ tịch xã chưa? Đi chưa, đi về chưa, ăn lâu thế? Đi về khách sạn để tắm rửa. Mai ta đi chè được hôm đi mà hẳn rồi là đi bán đâu. Chị đã nhận được thùng gà của chị chưa? Tặng cho nó cháu con, vẫn đóng là còn mít nữa, còn bán nhất là thứ nữa. Đây là chị bé, chủ nhà Quảng Bình BBQ Z Tu Dần, số 1 đường Lê Lợi, đối diện Quảng Thành. Sau khi mà đoàn cứu trợ mà đi xong ấy là bà sẽ làm lại nguyên cái nhà. Tao bắt mi lại. Tao bắt mi lại. Chàng vô cái của ta là ngôi nhà thịt nướng. Chàng vô đây làm thành cái kho. Nhà hàng người ta là BBQ thịt nướng cái kiểu mà sang kiểu Gogi ấy. Ông thầy vào đây hất hết bàn ghế ra ngoài để hết hàng hóa. Chàng vô đây như cái kho. Sợ thật đấy. Nhưng mà bà chủ rất là vui. Đúng không? Bà chủ không những vui, chính bà này làm cho chúng nó bị nhập khẩu với tôi. Chính bà là một trong những nguyên nhân là cho tôi ăn gà, ăn các thứ đồ ngon, cho tôi uống bia, cho tôi ăn pizza, cho ăn thịt nướng, cho ăn một cái mâm sang trọng. Lên chúng nó chửi tôi là tôi đi ăn chặn tiền từ thiện để tôi ăn sang trọng. Chính bà này, chính là bà này. Gà lằn đang tại trời nhá. Không, gà hôm nay cái thùng hàng đấy là có mẹ thông gia của em, có mẹ Hương Hoàng tặng chị. Có mẹ bảo là tặng cho bà chủ nhà vì có chỗ cho mọi người. Ê, trong được các thầy con có màu khô này, gà khô này. Cái đấy, con em cô về cái đấy. Của chị à? Không, của bà cái đấy. Mà chị cho chị luôn à? Một biếu chị đây chị ăn. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn nhiều nha. Chút nữa thầy cho con Khánh một con nha. Đúng rồi, cho Khánh con gà. Chắc chắn là vì đúng rồi, để cho con Trang ăn Khánh. Thằng Khánh ơi, cho nó sang ăn ké. Còn khi em về Sài Gòn tao gửi riêng cho mày sau. Bữa nay hẳn chuyên ra xuống chị ăn kém á. Rồi hẳn con nhát hoàn mỗi hẳn bên nhà chị ăn ăn kém mày mà. Thôi, nói chung là nó không có vợ của con. Đúng nên là nó ế đúng mẹ rồi. Ok, cô đi về không? Ê Tâm ơi, bớt Tâm lại cái nếp, bớt Tâm lại. Tao buồn đi tè, tao dám rửa, tao còn đi nhậu. Chờ con Tâm nó hoài. 2 phút nữa. Chờ chồng em ăn, chồng em chưa ăn được. Chị bắt chồng chở, chị trời rồi sao nữa. Mọi người thấy khủng khiếp chưa? Mọi người thấy chất lượng hàng khủng khiếp chưa? Ê, thằng này em 11 đô rồi. Trời mồ hôi một cây. Sau này chị mà vô Sài Gòn là phải cho chị. Ôi chết chết mẹ, cái điện thoại của tao. Điện thoại của tao Sơn ơi. Vợ thằng kia lấy cái điện thoại của tao. Tao làm sao mất của được mày. Lấy chị cái điện thoại của chị. Vợ Tuấn Anh cầm điện thoại của chị. Tắt cái này để làm gì?
Ở đâu có cái đèn đấy? À, thầy ghê nhờ. Thầy gối mặt không? Để treo vào bếp nấu ăn đấy. À, thầy... Đó, đi. Rồi. Ủa, điện thoại chị đâu? Ok, chưa Tâm. Hai vợ chồng mình nghỉ ngơi chưa? Đi đi nhậu không? Nhậu. Tao nhậu luôn đến sáng. Các bạn ạ, em phải tâm sự cho bà nghe. Tuấn Anh ạ, vừa bị một anh nạt nộ. Thế là anh bị em chửi ngay tại chỗ luôn. Anh sếp tên là anh Dân, là cán bộ mặt trận tổ quốc ở đây, ở cái tỉnh này. Anh đang làm việc với bà Hạnh. Tỉnh luôn. Ừ, đang làm việc bà Hạnh để về những cái địa điểm cần đi. Thế là em bước vô thì em thấy anh Lương chủ nhà ở đây. Mình vô mình chào hỏi, mình đang nói vài câu cười nói ra dằn mặt em chứ. Chị này đi ra chỗ khác ồn ào ảnh hưởng công việc. Ê địt mẹ em, thằng lồn này ở đâu ra? Trong đầu em á, thằng lồn này đâu ra vậy? Nó là cái con cặc thì nói chuyện với mình kiểu này. Em bây giờ anh ở đâu đến? Bởi vì thứ nhất là mình đang là người chủ quản cái nhà này. Đúng không? Mình đang được cho mượn cái nhà này, mình đang là chủ nhà. Mày là một thằng lạc mặt để bước vô cái nhà này. Là mày không được quyền nói chuyện giọng đó với tao. Anh đâu đến đấy? Ở trên xuống. À địt con mẹ à mày mà chứ. Ở trên xuống như đây tôi là chủ nhà. Đến xin đồ á là phải hỏi tôi. Tiền trong tay tôi và quà trong tay tôi. Quyền tôi, phép tôi, hiểu chưa? Chị mất lịch sự ra ngoài. Em đâu có vừa đâu Tuấn Anh. Địt mẹ mà gặp em á. Ông thầy ông ấy chửi thì bảo ông Nghiệp. Ông không phải ông chửi, ông ấy lành mà. Nhưng gặp mình là đéo được rồi. Rồi kết quả thế nào? Thế mà đi ra ngoài ngồi. Ra ngoài luôn. Ra ngoài luôn. Em bảo chị đừng nói chứ phải lịch sự. Mặt trận tổ quốc à? Mặt cái lồn què với tao, tao sợ cái lồn tao á. Hỏi này đã vì Du nói cháu sao đó, mày ở đâu? Hỏi em. Ờ. Hỏi kiểu hỏi chứ. Đấy, hỏi cháu ở xã nào, mày ở đâu? Mày em. Mày ở đâu? Xin lỗi nhá. Sao kêu chị giùm cho con đi. Là quan á. Là quan đi. Địt mẹ mày chỉ có dọa dân đen thôi. Dọa tao là không được rồi. Tao có tiền. Và tao là người đang đem tiền đi giúp dân. Tao sợ cái lồn gì mày. Địt mẹ mày đến mày xin quà cho dân của làng mày xóm mày là mày phải nể cái mặt tao. Trời nghĩ gì? Mày thấy tao chửi không? Tao chửi vào mặt tao. Tao đâu có vừa. Đủ mày tính chị mà chị đâu. Này chị không sợ ai nhá. Sau một lúc sau là cái anh sếp ấy. Cái anh sếp anh Dân đấy. Anh tên là Dân Trang. À, Trang lưu ý giúp anh xã này chưa có ai vào, Trang giúp anh. Đã thấy tầm quan trọng của tao rồi. Đổ má tao duyệt là được đi, mà tao đéo duyệt là đéo cho đi, làm gì tao? Cả xa lại cái gì? Đúng không mấy chị? Thế là anh sếp là một người nhìn xa trông rộng, nhìn thấy bé Trang dũng mãnh, hùng dũng, là biết tầm quan trọng bé Trang rồi. Trời, bé Trang gạch danh sách đéo cho đi là đéo đi được đây, làm lồn gì nhau? Mẹ bé Trang chỉ duyệt những chỗ mà bé Trang đã đi thực tế. Bởi vì bé Trang là người đi vào xông pha vào trận mạc mà. Mọi người ở trong nhà, mọi người gặp cái danh sách là mọi người xin thôi. Nhưng còn tôi đây này, và những người như đây này là những người đi vào những vùng thực tế và sẽ biết chỗ nào cần cho. Và đây, đấy là một người duyệt mang tiền về rất là nhiều. Đây là đi xin tiền ha. Người ta duyệt ha. Đây mới là người duyệt ha. Trời ơi, tôi đi vào chỗ đó, tôi đi về đi, hai chồng về đi. Tôi đi vào chỗ đó ha, là tôi sẽ biết chỗ đó có được cho hay không. Của tôi đây rồi. Mẹ bao quần áo của tôi đây rồi. Rồi ôi mấy... Này nhìn cái phiếu này. Phiếu phát quà này. Đấy phiếu phát quà này. Đấy đoàn này phiếu phát quà này. Phiếu phát quà này thấy không. Phiếu phát quà. Trời ơi. Đây dân doanh nghiệp. Chả sợ cái lồng què gì. Chỉ sợ không có tiền thôi. Về chưa Tâm ơi? Về tắm rửa. Tâm ơi về chưa? Tâm ơi. Đấy, tí mày có đi nhậu không? Tí đi nhậu không? Nhậu gì chứ mỗ? Đâu có. Đưa anh đi đâu. Cố gắng giúp em vậy nhá. Em đi từ sáng cố gắng giúp em và em đi về. Chị về trước, phải đừng đánh. Ăn mày sẽ ngồi qua đúng không? Bây giờ đây. Đang đến đoạn công đoạn là gặp các anh tài xế. Các anh chủ xe cố gắng hoan hỉ giúp bà con.
đây có một xe bàn tải nữa, một chiếc máy chỗ nữa. Ok, đang tổng kết đây các anh. Đây đi đây. Em về trước nhá, em về. Ở đây giúp em với nhá. Cảm ơn các chị nhá. Giúp bọn em. Bọn... Vậy là mình không bọn em giúp. Nhưng mà giúp bọn em hỗ trợ. Đúng rồi. Thật mà. Về bảo con nữa. Ở đây có người ta giùm rồi. Có các cô chú ở đây rồi. Các cô chú các anh chị ở đây giúp bọn em mày nhá. Em về em làm một mâm rượu em uống cái. Đói lắm rồi. Đùa chứ đi từ sáng. Đói quá. Giúp con nghe nha. Con cảm ơn mọi người. Ờ tao cũng đang định bốc vé bay về. Ai đã dọn nguyên một cái kho hàng chợ Bình Tây với chợ lớn về đây? Ai? Trời ơi nước tiểu. Trời ơi, một tấn chín nữa. Chết còn ở nhà còn kho tới gần 2 tấn hàng. Em với chị đang định đi về. Sáng nay em và Tâm bảo là nước rút rồi. Nước rút rồi. Hai chị em bốc vé máy bay về. Là sau hôm nay để mai mà, về. Bà con, mày có về không? Em về. Ờ thế thì tao cũng về. Về đâu? Về đâu khi nhà? Về đâu khi mà một cái kho hàng. Trời ơi, đây. Đổ, đây. Ông thầy tôi đây. Mày cầm cho ông thầy đi. Con với chị Trang là tính ngày mai. Con cả con cũng phải về. Bây giờ có xe là lên xe. Có xe rồi lên xe. Có xe rồi lên xe. Đó thầy ạ. À, thế bọn con đi về nghỉ ngơi. Ôi trời ơi. Về làm sao được cái cây này mới mua. Ôi trời ơi. Khi nào cái cây này gãy thì mình sẽ được về. Ôi mẹ ơi, cây này thì không bao giờ gầy. Chồng ơi, em lạy anh ở đây luôn anh ơi. Trời ơi, đã đầu tư một cái cây này rồi thì khi nào đi ấy. Số cổ. Gì đâu, gì đâu cái nhà đó. Nguyên ơi, có chủ ở đây luôn. Không người ta đá vào. Thằng Nguyên đang làm cái gì? Để Nguyên ở đây. Sư phụ ơi, sư phụ cái cây của thầy này thầy làm đi. Để Nguyên cây đi. Của thầy này. Khi nào cây này gầy cả con sẽ được về. Khi nào cây gầy bọn con được về phải không thầy? Đúng rồi. À, đúng rồi. Bây giờ thầy cần chuyển khoản cái gì nào? Đang chờ đi. À, nó chuyển khoản mua hồi nãy nó mới nhắn tin cái gì đó. Bao nhiêu tiền? Ở cái điện thoại trả lại chưa? Đã rồi thầy ơi. Đây thảo chị. Hình như là 100 mấy. À, mua mấy ngàn cái ấm ấm đun nước. Đó đun nước. Rồi chén bát đũa dĩa rồi sổ đồ đẹp không à. Bây giờ thầy nhắn cái số tài khoản cho con chuyển khoản. Hồi tối về. Rồi. Đi ông chồng về ngủ đi. Không nó còn đưa con đi ăn. Con nói có thầy. Mình có hủ tiếu Nam Giang phải sao? Con không ăn đồ chay thầy. Không. Không có không ăn. Không. Có hủ tiếu Nam Giang mình nấu mà. Không, tao phải đi ăn nhà thịt nướng. Đó nè. Đâu rồi, lại đây. Mèo lại đây. Đây là danh sách đề xuất. Còn danh sách xét duyệt là sau 2 tiếng nữa. Phú Thọ đúng không? Không không, ý em nói ấy, là bọn anh là tài xế đã đi những vùng đó hoặc những người đã thực tế. Ok. Bọn em cano miễn phí chở miễn phí cho rất nhiều bạn miền Bắc vào đây. Ok. Bọn em chở miễn phí luôn mấy đó rồi. Đang bọn em lập cầu ở Mỹ Đức. Lập vào đây bọn em đi. Wow. Nhưng mà có một số vùng bây giờ có những số vùng họ bán phân bia mà không ngập nhưng mà nước nó lũ nó xả lũ nó về nhưng nó tôn một lần nó đi nó hư hại rất nhiều nhưng mà đến giờ họ không còn cái gì cả. Tôn gì? Đọc cái tôn, tao đọc cái thôn này. Cái thôn thôn Trung Tín. Trung Tín, rồi. Cái tên này là chưa thấy đồng bào nói gì. Vâng, Trung Tín gì nữa? Lai Xá, thôn Tai Xá luôn. Lại Xá. Dạ. Lai Xá, Mô Xá. Mô Xá, đấy toàn những cái tên mà chưa ai biết. Đúng rồi, Mô Xá gì nữa? Rồi ạ. Ngô Xá. Lai Xá, Mô Xá. Dạ, Ngô Xá. Đây, cái này là một em đi đây này. Dạ. Rồi, tại vì những cái đoàn mà người ta không sức ảnh hưởng ấy, nó không được lan tỏa những cái xóm đấy. Như Hoàng Viễn, như Trung Lộc chẳng hạn là khi mà đi đường mòn Hồ
Chí Minh. Dạ. Cho nên làm dừng đột ngột lên một cái là trong một tiếng đồng hồ nó lên cả 2-3 mét. Xong nó lại phục đi. Thì là họ phát một đoạn này. Dạ. Nhưng rồi họ dùng những thực phẩm này để họ nấu gốc mà kịp kế với con dừa. À. Và bây giờ họ nấu cái gì? Dạ. Đi vào trong hẻm thôn Lai Xá và Ngô Xá Sơn Thủy nữa chị nhé. Đấy. Thấy không? Anh vừa nói cái người ta comment là đúng cái chỗ anh đi rồi này. Thôn Lai Xá và Ngô Xá Sơn Thủy. Đó. Ok. Anh cứ search cái chùa Tường Nguyên nhà em ra đấy, chùa em đó chị anh. Chùa Tường Nguyên. Chùa em sẽ đi đến những chỗ nào khổ. Đi thôi, đi về, đi về. Thôi đi về hoài, đi về. Ok em lưu rồi nha. Anh thay thuyền. Cái gì đây? O ở đâu? O để con xem nào. Nào o. Nào. Thôn Linh Sơn, thôn Bắc Sơn. Đập. O bỏ tay ra để con chụp. Dễ rồi. Chùa Tường Nguyên. Tường Nguyên. Con đã thấy địa chỉ rồi, bọn con sẽ thống nhất trao đổi lại nhá cô. Hạnh ơi, em về buồn tè quá nhá. Alo, con nghe đây này. Buồn tè quá thì về. Ê, cô ơi về. Em ơi về. Chịu quá nha. Buồn tè quá. Thầy ngồi yên chụp cho bức hình à. Câu chuyện đã nói xong rồi. Rồi. Mày chụp cho tao tới. Cầm đi thôi. Chồng ơi. Đây là sư thầy. 1 2. Đây ơi. 1 2. Úi nhờ, quá đẹp. Lại thêm bức nữa. Sao thầy? Sao thầy? Hả? Khó qua gì ạ? Phòng không biết nữa. Thầy thôi, đi lên xe. Con về đây thầy ơi. Rồi. Về. Về thôi, về thôi. Tâm ơi. Cháu cảm ơn chú nha. Cho chùa cháu nhờ vả. Lượng hàng đông nên là. Ui trời, chú có con trai không? Chú có con trai không? Trời ơi, chú có một khu nhà kìa. Trời ơi, Tâm ơi. Chú Yamaha này có một khu nhà bên kia nữa kìa. Hỏi chú có con trai không? Ba bây giờ này giới thiệu với bác đây. Đây là con người mẫu Trang Trần. Đây là nó dữ lắm. Nó là nhận làm dâu hay không? Còn con nhỏ này, con nhỏ này nó xấu, nó lùn nhưng mà nó rất là giỏi. Thường thường là cái phần cách người ta tìm thông minh từ đây lên trên trời đấy. Chết rồi, con là ngu quá rồi. Ra đây, đây chồng nó đây. Người cáo nè. Đúng rồi, chắc chắn sẽ vào. Thảo Angel đã chốt rồi. Thôn Thượng Phong, mạc ngoài Hà Cạn, giáp cánh đồng chốt rồi. Ok. Bây giờ có một cái thôn trên đó mà có được là ủng hộ cái thôn gọi là Tân Lệ. Thôn Tân Lệ, chú chờ con. Lễ, con lo te vào. Thôn Tân Lệ. Vâng. Thôn Tân Lệ. Thôn Tân Lệ, xã An Thủy. Thôn Tân Lệ, xã An Thủy. Vâng. An Thủy. Nếu như mà mình cho ưu tiên cho sớt đó, thôn đó khoảng tờ, nếu như mà đủ thì cho họ khoảng tờ, ít nhất là phải 300 sớt mới được. Ờ. Còn chú có số chủ tịch xã, chủ tịch mặt trận không? Có trưởng thôn, có chủ tịch xã luôn. Xã An Thủy có đầy đủ luôn. Chú cho con số. Rồi chú cho số luôn nhá. Vâng. Để chú nhập bản ra đây luôn. Chú mới ngày hôm nay mới đi lên nhưng mà làm được cái 2 thôn thôi. Dạ. Đi làm chủ yếu là bên này là có quý thầy quý ở Đồng Tháp á. Dạ. Là làm được ở bên cái chỗ thì thường không. Rồi chú cho con trưởng thôn này đi. Vâng. Con liên hệ. Là cái thôn bên Tân Lệ chú chưa ra được.
Thôi ngày mai đi mà muốn ra trực tiếp để chúng liên hệ cano cho còn 50 cano của bộ của biên phòng. Chú ơi 50 cano à? 5 cái cano. À, 5 cái cano. Của chú cho con biên phòng á. Dạ. Thì lúc đó mới điện thân lên chú. Thôn Tân Lệ, thôn Tân Lệ tồi lắm, thôn ngoài đuôi ngoài cùng á. Dạ. Thôn đó mà sau này mà nếu như mà di chuyển thì thôn đó đầu tiên. Là vì nó gần biển à? Cùng mà nó nằm ngoài vơi luôn. À. Tức là bây giờ nó sống xã An Thủy đúng không? Xã An Thủy. Rồi. Này cái thôn Tân Lệ của xã An Thủy là anh có cái số điện thoại của trưởng thôn không? À anh liên hệ đi, còn anh có cái số điện thoại của chủ tịch xã không? À rồi để tôi liên hệ số điện thoại của chủ tịch xã qua bên chỗ chủ tịch huyện cho nha. Ờ. À. Bây giờ là anh xem hiện nay toàn bộ hàng hóa đang còn ra, đang còn bốc dưới cái bãi dưới túi là ngày mai họ sẽ đi. Đây cả khu vực này các quý thầy, các quý Phật tử và các mình trong kính trong kia ra đây là có khoảng 3.000 suất thì coi như đang ưu tiên cho cái thôn bên đó. Đúng rồi, là khoảng 300 tấm suất. Phải ưu tiên những chỗ nào khổ. Đó. Như vậy là bởi vì mọi người biết sao không? Cái chú này, chú không phải là quan chức. Chú là chủ cái nhà hàng, chủ cái Yamaha này. Chú này là chủ Yamaha này. Chú đi cứu trợ mấy nơi rồi. Là chỗ nào nghèo mình vô. Chỗ nào không người biết mình vô. Đúng không các bạn? Buồn quá. Đó, chú là chủ cái này, giàu lắm. Để sau này ta mua cái xe máy giá rẻ. Chết rồi. Định hốt cháu à? Nào, định làm gì nào? Alo. Nào, alo. Alo, là xuống đây, biết cái cảnh nào? Xuống đây biết cái cảnh nào? Không, xuống cái đây một cái là sẽ nổi tiếng. Bắt hàng thì thấy cái cảnh này. Thế thì Tâm, sao mà hàng nhiều vữ dữ vậy à? Còn một tầm 9 nữa ở Hà Nội đang vào, à Sài Gòn đang vào. À mình còn 2 tấn cá hộp và 1 tấn 9 hàng ở Sài Gòn ra. Mấy tấn nước rồi ok. Mày hỏi lấy. Con này thấy bố giàu một cái là lao vào bố liền. Tâm vâng, con này là trợ lý chuyên vào lo te các điểm. Con này có đầu óc. Con là không nhớ đâu chú ạ. Con chỉ biết đi cào mặt xin tiền thôi. Chú tế chủ salon xe máy Hiếu Hà. Ba chồng. Ba chồng. Chốt đơn. Đấy. Anh xe đỏ. Xe của chị Trinh. Đây là đội trưởng. Đây đội trưởng Hạnh. Giống như anh này là anh ấy chỉ mình những chỗ mà anh ấy vô. Nói cho chị biết là như đây này. Đây là cái nhỏ đội tuyển em. Bên con Thơm với thằng Dân Hà đấy. Là hồi của em đi là 7373. Em đang tính làm cái câu. Bây giờ ông bỏ cho tôi. Tên là Phú Quốc QB à? Facebook ông phải không? Anh yên tâm, tôi ạt ông này. Tôi ít khi ạt ai lắm bởi vì tôi nhiều bạn lắm, QB. À đây là trong nhóm trưởng về phụ trách về đây này. Dạ. Đây là cano miễn phí của bọn mình đây này. Đây này, em ạt anh phát này. Đây. Ok đi nào. Cano miễn phí của bọn mình đây, mấy ngày bọn mình đi đây này. Dạ ok. Bọn mình đi đây này, đi phát trực tiếp luôn chứ không qua gì hết. Ok, anh là giống bọn em, không có đi phát qua.
cano, chạy cano đi phá thế này, đi phá chờ cano cho tất cả các đoàn đi. Mọi người có những người mà mình bắt vào đấy mà ôm vai thẳng thiệt bảo nếu như không có bọn em thì khóc luôn, ôm nhau khóc đây. Bọn tôi đi nhiều lắm chứ không ấy, bọn tôi đi từ thiện không, không sáng tôi chờ không ấy tiền. Bác ơi, bác em bảo bác này, bác phải để cái chế độ là chế độ mà bạn bè comment được hết. Để ví dụ như cái ông Long Hoàng này để chế độ chỉ có bạn bè thôi, anh hiểu không? Họ không để chế độ công khai. Mình up từ thiện phải để công khai cho tất cả mọi người có đọc được. Cứ bảo anh để một mình bọn anh làm sao ấy được. À. Tao còn đoàn bọn em đi cano đi. Từ khi mà đỉnh núi cao nhất á, đỉnh lao vào đỉnh núi đấy. Anh lấy đi nhiều đây, đây. Tại vì bọn anh có cái thuyền to. Thuyền to mới đi được. Không, nhưng bây giờ hết rồi. Lúc vừa khó thì mình đi, nhưng bây giờ hết rồi đây. Phát tên nhà như đây mà bọn vào lui là 2056 nhá. 2056 đây phát hết. Phát hết mà từ áo. Dạ. Em mà no tay mấy cái điểm của anh rồi. Mình đang tập hợp của mình là người mình có 10 đến 20 tấn hàng, mình gom hàng lại để ra bảo không một cái đường xả cho mình đi một cái bàn xá số của mình ý. Đúng rồi. Chứ ở đây các đoàn này không thể đi được đâu. Các đoàn khác thôi, nhưng mà đoàn này là chỗ nào cũng đi được đấy. Xa mấy cũng đi. Bọn em xa mấy cũng đi. Thì bởi vì bọn em phải cần cái địa chỉ. Và đấy thì mới đi, những chỗ nào khó xa mới đi. Cái nhà vùng xa nhất của huyện Lệ Thủy đang ngập này, để bọn mình đi lên đây. Phải những chỗ nào phải thật xa. Xa người ta mới thiệt thòi. Chứ cái chỗ ở đây gần lắm, nhiều đoàn vô lắm, đi như đi hội. Với là có một cái mà vừa rồi mới đi đến Mỹ Đức về cái vùng đó. Mấy người họ thắc mắc là có những cái vùng mà vì cái đường mòn Hồ Chí Minh nó tràn cái nước nó lên rất nhanh. Nó nhấn trong một tiếng Hà Nội nó lên cao. Lúa này rồi là có như là gia cầm gia súc rồi nó chết hết. Thì người ta lại nấu ăn, người ta phục vụ dưới này. Nhưng mà bây giờ họ không có cái gì cả. À đến khi mà nước vào họ thì họ không phục vụ được ai? Họ phục vụ nấu ăn uống tất cả những miền dưới này. Cả tuần lên rồi họ bếp họ nấu ăn tất cả. Nhưng đến bây giờ là thì dồn từ khi là dồn bây giờ thì hết. Mà họ là không có một cái gì hết. Dạ. Cái vùng sắc sát như họ còn cao hơn tí ấy. Họ cũng thiệt hại. Dạ. Nên là phải biết được những chỗ chính xác là mình đi. Ơ thế thằng em trai ơi, mày không cho tao về à? Còn để nó vẫn đang chốt lịch đây này. Bây giờ làm một group em, chị, thầy, Tâm, thằng Khánh. Vô. Thôi chúng mình đi về đi, đi tắm. Đi về tắm đâu. Em về đây. Từ sáng em chưa được đi toilet. Em. Ok em thấy rồi. Dạ ok anh Dân, em về. Con về nha ba chồng hụt. Tè quá, em về nha, buồn tè quá. Tè quá. Chồng với ba chồng luôn rồi. Ai? Đi đến ta tắm bộ đồ lên đi. Xong phải đi ăn. Mày thấy anh Dân anh dễ thương không? Người ta là sếp, người ta dễ thương vậy. Mà thằng lính ngồi đến đầu tao đủ má tao chửi liền. Trời ơi, tự nhiên á. Bắt đầu tự nhiên nói về. Một dạng không biết. Ai nó lại xưng hoàng. Quá trời luôn. Hồi nãy đứng đó. Ba bốn người đó. Tự nhiên đọc địa chỉ đang xưng. Đi phát đi rồi chứ cứ thấy không thấy mặt. Không, nói chung là mấy ông mày thấy anh không? Cái anh cano vừa xong ha. Cái anh cano vừa xong cho địa chỉ là rất ok, bởi vì người ta là người đi chở miễn phí. Là người ta sẽ là chính xác. Là phát nhiều quá là người ta biết. Người ta là người chở cano miễn phí, người ta sẽ biết chỗ nào phát nhiều rồi, người ta sẽ báo với mình cái chỗ phát nhiều rồi. Cái ông chủ xe Yamaha Hiếu Hà này, Hiếu Hằng này, ông là người Mạnh Thường Quân. Ông đi phát cano, mẹ ông có bên ba khu nhà đông dầu chết tí mẹ cho ông phải có đến mấy trăm tỷ. Thì là ông ấy chỉ mình cái thôn nào xóm nào có nghĩa là sẽ là chính xác. Còn mấy ba mấy má ở đâu chạy đến để bảo là em có xe riêng của em để em có thể lấy mấy trăm phần đi. Ơ cái địt mẹ tao có bị liệt đâu. Ê no địt mẹ đây không bị liệt nhé. Địt mẹ đây không hề bị liệt tí nào các bác. Em không hề bị liệt. Ô má tự dưng ở đâu khơi chạy vô bảo là em vào em xin mấy trăm phần đi nữa. Ô má cười xỉu. Tâm hiểu không? Tại vì chị thấy điều đó nên chị mới nói. Nên vừa nãy chị mới cố tình nói to ở đấy chứ chị đâu phải bất lịch sự. Chị thấy là nó cứ vào nó xin mà những con mẹ này ở đâu ra là chị không biết. Nên là chị cứ cố tình chị nói to như vậy đó. Để cho kiểu phân tán tư tưởng à. Thế là anh già kia địt mẹ để tóc tồn tao liền à. Đủ má. Chú cha mà ơi. Tao chỉ thấy chỗ mà về mà xem lại đây chim xem tao. Ở đâu ra lộn nhà rồi má. Đủ má lộn chuồng rồi. Gặp trang khàn địt mẹ mà gặp cướp. Gặp một chị ba lô lên. Gặp con mẹ xuống. Có khóa chưa? Chị khóa rồi. Đồng. Gặp trang khàn thì đủ má mày gặp cướp rồi. Về đây có người ở đây. Có đứa nào đấy, cái chiếc ba lô ở dưới đằng sau lưng anh có số đường ở trong nước. Có ai đâu. Trời ơi, gặp trang là gặp cướp nha mấy mẹ.
Đó rồi, đâu có gì quá, tôi cuốn đâu. Có ai trên? Ở trên có người sao? Có một Sơn ở nhà. Sơn, Sơn, có. Nãy Sơn nó về rồi, từ từ tôi gọi. Em nói chị nghe đi. Em nói... Là đi mô. Là đi mô. Rồi đây tắm rửa xong đi ăn. Rồi thì em mới tắm rửa. Em tắm rửa đi nha. Ờ, mày tí mày đi sao mà làm, tao không làm đâu. Tao đi ăn. Rồi rồi, sửa cho được chưa? Chú ăn. Đâu chị ơi, cái ba lô chị, cái ba lô chị. Trời ơi, cái gì ở dưới nữa kia? Cho chị ba lô đó. Hỏi Sơn có mất máy, nãy Sơn đi với ai về đây? Quay trên nhà chơi. Đó. Anh tay bỏ đi xe đi quá. Alo, Sơn. Còn mấy phần quà đây nè. Chú có lên nào. Anh cũng vô luôn anh Tài. Mai đi Hà Tĩnh à? Thầy Phân anh đi Hà Tĩnh à? Thầy ngày mai chia nhánh nhiều lắm. Thầy chia nhà anh mà anh ngày anh đi Hà Tĩnh. 10.000 phần luôn đó chị. Gần 10.000 phần qua. Thì nãy mới ra sân bay lấy 83 thùng bánh á. Cái gì? 83 thùng bánh. Đủ mà 83 thùng bánh. Ôi trời ơi, tôi chết tôi rồi. 10.000 phần chia nhánh. 10.000 phần. 83 thùng bánh. Chưa. Em á. Gọi ai trên, gọi ai trên? Có người rồi, có người. Kêu kêu rồi. Kêu rồi, kêu rồi. Ngày mai là em với chị Trang tính đi về tới nước rút rồi, anh hiểu không? Thầy nước rút rồi bọn tôi định về, ôi nào ngờ. Mới vừa đáp, này, mới vừa đặt chân xuống xe. Ôi, cái gì đấy? Tao ở trên xe, tao đã nhìn thấy rất nhiều. Tao đã nhìn thấy rất nhiều quà, cầm đây, chuối, chuối, chuối. Vừa xuống xe hàng. Chuối bà con cho. Xuống xe hàng. Lên, lên, Sơn vào rồi này. Thế là em kể tiếp cho chị nghe. Sơn này, mấy chú về, Sơn Sơn về, nhưng mà đâu có ngờ. Đời không như là mơ sợ. Sơn đã bắt vào ô mất lượt đi vô. Ồ má. Để tôi lại chút ư ôi cầm. Thế là thằng lồn đấy. Ấy tâm một thấy thằng lồn đấy nó bảo là nó ở trên xuống không? Bịt con mặt. Đâu má. Lấy vừa lúc thằng lồn thì tao lồn tao Sơn. Đi con mẹ tao đi về tao chào anh Lương cả, em chào anh, người ta đang vui vẻ lắm. Xong tao thấy hai con bánh bèo ở đâu vào xin mấy trăm phần, bảo là em đi chỗ này chỗ kia, em có xe riêng em chở đi địt mẹ. Tiền của xã hội đưa cho chị đâu có rảnh lồn, chị đưa cho cưng, cưng cưng là ai? Who you à? Where are you from? Who you? Cưng làm cái lồn què thì bao nhiêu ngày qua mà tự dưng cưng bảo cưng đến xin mấy trăm phần. Thế là chị thấy nó xăm lồn đấy hiểu không? Thế chị nói liên tiếp phát giác để cho kiểu là cho bà hạnh bà phân tâm hiểu không? Thế là có một anh dài. Lùng con chị, hai cái đầu. Đứng đến đây tao, đập tao này chứ. Ra ngoài kia nói chuyện đi. Ô nào tao, ô đủ mà tao, anh ở đâu đến? Ở trên, trên cái lồn gì ở tầm này? Đâu má. Mày kêu là anh ở trên xuống. Anh ở trên xuống, bảo em thế. Em bảo em nói nghe này. Bước vô đây ấy, cái người có quyền sinh, quyền sát, tao đi đâu là tôi đây nè. Nói chuyện chưa? Thế chứ, đi ra ngoài nói chuyện là ô nào. Ê, ở đâu đến? Ở đâu ra? Ở trên à? Trên. Ở trên thì ra ngoài. Tủ má. Đây, đây đéo sợ lồn què thế. Địt mẹ mày, tiền trong tay. Đồ trong tay. Mình đi xin tiền mà. Mình có trách nhiệm đồng tiền đấy. Mình cho ai là quyền mình khác mình. Mà mình đầu mình để đâu phải để mọc tóc và đeo nơ đi mẹ. Phải suy xét. Giả soát lại những cái địa điểm. Không phải muốn cho chỗ nào cho. Ra đấy. Ủa má là sao có 10.000 phần? Báo tiền ông thầy ten ten từ mỗi lúc. Ông ấy 10.000 phần quà. 10.000 phần đấy chị ăn. Ngủ sớm đi ăn. Không, tại vì cái thái độ cái mặt lồn thằng đấy bị ghét hiểu không? Nó bảo mình này chứ. Ở trên xuống. Hù má, địt mẹ thằng lồn này không có tivi rồi. Không chơi Facebook rồi. Địt mẹ gặp tao là chết cái mẹ bây giờ. Thầy tự dưng thấy một cái núi quà lao vào xin đâu có dễ vậy đâu cưng. Trời ơi cưng ơi. Đây là các yêu tinh rồi, tôi buồn người quá. Chợ miễn phí, chợ miễn phí. Nhưng khi bữa giờ hết chưa? Chị thấy vô cái anh Trình rồi. Chị thấy em có tag cái đấy nhưng mà chị không đọc. Chị thấy rồi. Ôi buồn tè. Ôi buồn tè. Buồn tè. Buồn tè. Tâm. Mày cầm mày tự nói chuyện một giây tự đái cái tao nói chuyện. Mà tại sao mày cầm nói chuyện chị? Cầm nói chuyện một giây tao tâm sự cái gì đi. Không tâm sự gì hết, mệt lắm rồi. Thôi chúc
cho mọi người có này để trong thời gian chờ đợi. Làm mùi một ngày mà mình tính là đi về, nhưng mà sau khi một ngày đi phát quà từ 7 giờ sáng cho tới giờ là 8 giờ tối rồi mới được mời về tới nhà không. Tôi đã thấy thầy, trời ơi, thầy xoay một đống đồ. Trời ơi, một kho hàng của mình tay chợ lớn ta đã gom hết sạch sẽ, sạch sẽ xong. Rồi bây giờ sao mà về? Trời ơi, nhìn cảnh này sao mà về cho nổi. Nhìn đây, đây. Miền Trung hết mưa rồi, nên mới nói mọi người ấy. Tôi ấy sinh ra là yêu tinh, nên là không phải là bởi vì là mình có nhiều kinh nghiệm trong cái câu chuyện là đây nha. Đó. Rồi, chính này nó bị sáng luôn chị. Tại vì là mọi người biết sao, mình có nhiều kinh nghiệm trong câu chuyện làm việc thiện, nên khi mình bước chân vô nhà, mình thấy chị đội của đội trưởng của mình là chị Chính đang ngồi tiếp một số người lạ mặt mà mình chưa gặp. Có nghĩa những con người này ở đâu ra? Nhìn quần áo họ mặc, nhìn cách họ nói chuyện chắc chắn không phải là những người mà bên công an hay là cán bộ gì xuống. Thế là mình thấy rằng là những đối tượng này, cái chỗ này 200 phần, chỗ này lên 100 phần. Chị Chính thì lịch sự bởi vì chị Chính không bao giờ nói bậy. Chị Chính không có nói bậy. Người ta là Phật tử, còn tôi cũng là Phật tử nhưng mà Phật tử yêu tinh. Thế là tôi thấy bà chị tôi mặt ngu ngu rồi, đưa chị cái vào túi cho chị. Tôi thấy bà chị tôi mặt ngu ngu. Thế là tôi thấy là địt mẹ phải giải cứu chị mình ngay, thế mình phải giả vờ mình luyên thuyên. Thế là địt mẹ lại vào lại dằn mặt mình, đồ má mày dằn mặt tao là mày lòi lồn mày rồi, địt mẹ mày. Em đâu có hiền đâu các chị. Em nói là các chị, em ấy là luôn đóng vai ác, luôn đóng vai yêu tinh. Bởi vì em thấy cái tình trạng là kề cận ở đó là đang có vấn đề xin đều. Nên là, và em không xác minh được người ta ở đâu ra, thì làm sao mà em có thể để bà chị em phải ngồi tiếp chuyện những người đó được. Nên là em cũng giả vờ em nói luyên thuyên, hiểu không? Để cho phân tâm tư tưởng để em lôi bà ra. Bởi vì việc gì phải ngồi tiếp, bọn em đâu có bị liệt. Bọn em có đầy đủ phương tiện và đầy đủ việc để trách. Nên rằng là anh giai kia định đuổi tôi ra, các bác hiểu không? Để thuốc à? Ôi dồi, no. Nhà này nhiều thuốc lắm. Đầu má, mặt bà chị mình ngu rồi. Thấy hiểu ngáo ngáo. Có nghĩa là muốn thoát ra khỏi chỗ đấy mà đéo biết làm thế nào để thoát. Mọi người hiểu không? Tâm, cắm dùm chị hai cái này. Cắm chị cái máy, hai cái máy này. Thấy mặt bà ngu ngu rồi. Đó. Thế là thôi. Thế là mình phải giải cứu thế. Nhưng mà vấn đề anh kia là định dằn mặt tôi. Tôi nói luôn mà. Ở đây ấy, cái người có quyền cho quà, quyết định quà đầu tiên là tôi này. Trời mới má. Trách nhiệm tiền của xã hội rất là quan trọng. Chơi khô máu liền. Xong nói tiếp gì? Ra ngoài. Bảo tôi ra ngoài thôi. Người ra ngoài là anh đó. Biến. Chưa. Đủ má. Hỏi ra mới biết. Biết là ai không? Thằng luôn đó. Là trợ lý, là cấp dưới của cái anh dân đó đó. Anh dân đó là làm bên tỉnh. Anh dân là cái ông mà ngồi cạnh bà Chính ý. Ông ấy tên là Dân. Ông ấy là cán bộ tỉnh. Và đấy, địt mẹ chắc là lái xe đấy. Trợ lý lái xe lồn gì đó. Đầu má đó. Cái người có chức có quyền, người ta không nói chuyện dọc đó. Thấy không? Thấy mấy thằng máu chó mà mới tóc lồn. Ồ, má thấy không? Anh Dân là thấy mình chửi thằng đó. Ông nhìn thấy mà ta tâm. Ông thấy ta chửi thằng đó mà. Chạy ra xin số điện thoại của tao, nói là Trang ơi, Trang lưu ý, em lưu ý giúp anh những địa chỉ này. Rất là cần thiết. Rất là muốn, mong muốn đoàn giúp. Đây. Xếp cái tầm nhìn họ khác với mấy thằng lồn. Đủ má. Đủ má tóc lồn chị à? Đủ má chị chửi bung cái lồn mày ra chứ chị sẽ sợ mày. Này, cho mày chai dầu này. Dầu Phật Linh. Đừng cho em gì hết, em sợ tôi em lấy được cho đâu. Em cho xong rồi nữa. Nên là địp mẹ không. Cái chú cán bộ thì chú không có thái độ đó. Mà cái thằng lồn đi cùng, thằng trợ lý lồn què, tao nhìn nó đủ má chắc lái xe. Đầu má dằn mặt tao. Trời đủ má chú cha mà ơi. Địt có mẹ mà nhầm rồi. Bởi vì sao? Bố mày đang đứng ở vị thế là bố cầm tiền của xã hội. Bố phải là người quyết định. Cho sai á. Cho sai là mình mang tội. Cho sai là mình sai với những người cho tiền. Và mình sẽ làm mất đi lòng tin của người ta cho mình. Đi là phải đi vào những nơi thật sự họ cần. Đâu có phải là rễ rang.
Ví dụ như mày đi vào Liên Thủy, mọi người đâu, mọi người thấy đi vào hai bên đường là toàn nhà lầu mấy tầng đấy mày. Nhưng mà trưởng thôn chỉ đọc có 71 phần quà. Đọc 71 phần quà của 71 hộ nghèo. Người ta cho hộ nghèo. Mấy ba mấy má bị lụt nhưng mà mấy ba mấy má nhà vẫn là 3 tầng. Vẫn là xịn. Ok chưa? Trời ơi. Nói là ai tâm sự em nhà một tiền, nhà em 2 tầng nhưng mà nhà em cũng ngập vậy sao không ai mạnh thường quân nào cho em. Em nói như thế nào? Mốt kêu đó giờ trong hẻm đi, nhà một tiền phải chịu vậy thôi. Rồi em nói thật chị, em đéo có sợ cái lồn què luôn. Thầy em ấy, nhiều khi thầy em nhịn. Vì thầy em là thầy chùa, thầy không nói được. Nhưng những việc khó và những việc yêu tinh thầy để con. Tại vì mọi người biết sao không? Đi xa, đi những vùng như thế này, thầy phải gặp cán bộ, nói chuyện với cán bộ. Mà thầy thì không nói to được như mình. Thầy cứ vẻ vâng vâng, ra A Di Đà Phật, vâng vâng vâng. Còn thầy để con nhắm tình hình, không có về. Kiểu nhà gửi cho cụm này luôn à. Con tâm nó nhắm tình hình là nhà không nhà không về đi mua liền cục wifi gửi ra. Cục sạc gửi ra. Thấy tình hình không ổn. Đại Dương ơi phải đi nhiều ngày. Nó mang ra rồi. Tại vì ví dụ bọn tôi đi cả ngày cái cục phải sạc lâu. Là đêm để về đây sạc này. Với lại dự phòng nữa. Dự phòng ổn quá, gặp cái gì đánh. Gặp gì đánh. Nên nói với chị ấy, sống ở xã hội này ấy, đôi khi mình đóng vai ác, ai chửi cũng kệ, miễn là mình đéo sai. Các bác hiểu không? Mình là không sai. Nên là em nhìn thật, mẹ em đâu có bị ngu các chị. Em kinh nghiệm đầy mình, nhìn những thành phần lạ mặt vòng vào, tự dưng cứ em vào chỗ này đưa mấy cái hình ảnh khổ lắm. Đi mẹ hình ảnh tao đầy trong điện thoại. Đi mẹ hình ảnh cả cái điện thoại chưa up đây này. Clip cả điện thoại chưa có thời gian up đây này. Nên rằng là em luôn đóng vai ác. Nên mọi người thấy không? Những người trong chùa biết em lắm. Thấy em chửi mọi người toàn giả vờ quay quay mặt đi. Đồ má. Em đóng vai ác quen rồi mấy chị. Nên là mình á, danh sách là xong mình lập vô, xong lập một group. Những người đấy, ví dụ mình mọi người sẽ báo là ở Trang ơi điểm máy Trang đi thấy thế nào. Ở chỗ này đang đi không nên cho nhiều. Không nên cho. Mình sang điểm này mình đi nên đi điểm này, đó mới chính là những cái team làm việc, người ta gọi là team làm việc có đầu. Chứ không phải là thấy, đấy như mọi người ấy, cứ nói rất nhiều, chị Trang ơi vào An Thủy đi, chị Trang ơi vào An Thủy đi, đấy mới bị mẹ bị đè đầu cưỡi cổ. Đi vào đến nơi như công nhân, ui dồi Tâm ơi, hai hàng, mấy trăm xe, hai bên bờ sông, em đi Chùa Hương rồi không? Hai bên bờ sông, là xe vào là mấy trăm xe Tâm. Mà chị ngủ 3 tiếng đồng hồ tỉnh ra vẫn chưa đến lượt chị. Kẹt xe vẫn chưa đến lượt mình vào. Xong là anh Quỳnh mới gọi một cái thuyền. Mà ra đến thuyền thì đòi 2 triệu rưỡi một thuyền. Bọn tao đâu có ngu. Mình đi là mình phải đi những người như anh Quỳnh. Đúng rồi, anh Quỳnh ấy. Kiến trúc sư đó chị. Ừ, đúng rồi. Mà nhà bỏ hết việc đó. Tại vì biết sao nhà ngập mẹ hết rồi. Đó. Như đúng anh Quỳnh ấy là cái anh còi còi dẫn đoàn. Anh là bạn của thằng Khánh học cùng đại học. Kiến trúc sư. Anh ấy dẫn đi là chỗ nào không ok mà anh ơi, Trang ơi thôi đi ra đi. Chỗ này không được. Đấy. Đi nó phải như vậy. Hàng ở trong tay mình, quà trong tay mình, tiền trong tay mình. Nhưng mà đó là tiền không phải của mình. Đó là tiền của xã hội. Đó là tiền của các bạn. Các bạn đang đặt niềm tin vào tôi. Các bạn đặt niềm tin vào tôi. Nên tôi phải đóng vai ác. Tôi ngược hàng trở ra. Có những nơi hàng đã xuống 1/3. Thấy ở đó có quá nhiều đàn cho. Úi dồi con xin lỗi nha A Di Đà Phật. Con xin lỗi A Di Đà Phật. Con lên lại đồ con nhầm chỗ. Đó là một trong những cái cách làm. Mình mang tiếng ác nhưng chỗ đó là chỗ nhiều người cho rồi sẽ không cho. Mình cho họ thừa thãi, họ ăn thừa của xã hội. Họ ăn thừa thãi cái tiền của xã hội cung ứng cho họ. Có nghĩa họ cũng đang dần mang nghiệp. Có nghĩa là trong nhà họ không đói. Mà được cho. Mà họ tham, họ lấy. Họ tham nữa, họ tham thêm. Thì họ đang thêm nghiệp. Trong khi những cái chỗ rất là nghèo, chúng ta phải đi đến những chỗ rất là xa. Đó mới chính là việc làm phước. Giống như mọi người cũng nói với Trang là Trang ơi, Trang có đến cái chỗ nhà anh kia, cha của hai đứa trẻ bị ngã chết đuối không? Giờ còn ba bố con đều chết. Đến chị muốn cho nhà đó 10 triệu, 20 triệu. Em xin tâm sự với cách làm của em. Thứ nhất, khi mà một gia đình có hai vợ chồng, hai đứa con
Anh chồng mất, hai đứa nhỏ quá mức cũng mất rồi, chỉ còn lại một người vợ. Nếu như các bạn cứ đổ tiền vào một gia đình đó thì kiếp này họ nợ các bạn. Nếu như người phụ nữ đó, cái người vợ đó vẫn còn sức khỏe, vẫn có một công việc, chúng ta chỉ giúp họ một đoạn tiền nhỏ để họ khôi phục cuộc sống. Nhưng nếu như chúng ta đổ tiền, nước đổ chỗ trũng vào một người thì tự dưng là gì? Gia đình có người mất, vòng ngược trở lại có vài trăm triệu. Chắc gì vài trăm triệu đấy người ta tu trí làm ăn. Chúng ta coi như đó là một sự bù đắp cho sự mất mát của họ. Nhưng chắc gì số tiền đó đã đem lại được sự may mắn cho họ. Đùng một cái các nhà hảo tâm đến cho một đống tiền mấy trăm triệu. Xong trong làng có thằng nghiện, thằng hút, hay có thằng đang mắc nợ. Nó vào, nó biết bà này có mấy trăm triệu. Nó tìm cách bóp cổ, cắt cổ, uy hiếp để cướp số tiền đó. Có phải đem lại cho họ một cái sự, gọi là một cái sự nguy hiểm không? Chết thì cũng chết rồi, chôn thì cũng phải chôn rồi. Tại sao chúng ta không nghĩ ra cái cách tìm một công việc cho cái người phụ nữ đó để họ sống một cách bằng sức lao động của họ? Họ đâu có bị liệt. Còn đâu, nếu như các bạn thấy là cái anh đó bị liệt, nuôi hai đứa con, người vợ vất vả, thì ngay từ những lúc họ còn sống vất vả, chúng ta hãy giúp đỡ họ. Họ chết rồi, một cha hai con mất rồi, mà chúng ta cứ đổ tiền vào một chỗ, chắc gì người phụ nữ đó đã may mắn. Đôi khi người ta lại có một cục tiền, sướng quá lại hóa rồ. Cái này là tôi nói theo tâm lý của tôi. Sướng quá hóa rồ, lại đem đi, chắc gì đã thờ nhang thờ khói cho chồng con. Cái này tôi nói đây chứ chắc gì được vài tháng. Chắc gì người ta đã lại là một người tốt. Đôi khi tiền quá nhiều đột ngột đập vào đầu, không có một hướng đi đúng, lại biến người ta lại trở thành một con người sai. Chúng ta đọc thương tâm, nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ. Chúng ta phải giúp họ có một công việc, có một cuộc sống. Đó mới là cái chúng ta cần làm. Chứ không phải chúng ta đổ vào họ một cục tiền. Làm từ thiện là phải có trí tuệ, thương trong trái tim. Nhưng khi chúng ta sắp xếp công việc là phải nghiêm túc. Tự dưng có đồng tiền mấy trăm triệu vào người, chắc gì người ta đã, chắc gì người ta đã tu trí làm ăn các bạn. Hay là người ta thấy tự dưng người nhà chết xong làm một tháng sau hết lũ, tự dưng thấy một đống tiền lại đi mua xe đẹp, mua vàng, mua bạc, đi ăn đi nhậu vì buồn vì người thân mất, buồn lòng, nhậu nhẹt cho lắm, đi xe đẹp ngã mẹ ra đấy, đập đầu chấn thương sọ não sao. Chúng ta làm cái gì phải tính, phải tính. Bởi vì người khổ người nghèo trên muôn nơi, nhưng khi chúng ta chia sẻ đúng con đường đi đúng mới là một cách hành về thiện tốt nhất. Đừng có mà nghĩ rằng là cứ cho một cục tiền mà đã là đúng. Đó là lý do tại sao tôi không bao giờ kêu gọi xuống mái ấm đức ái nơi nuôi 25 cụ già. Tại vì tôi không có mặt ở đó, bác Năm cũng không có mặt tại đó. Các bạn mang tiền đến, mang đồ đến cho mái ấm đó chỉ có mấy chục cụ già. Nhỡ xung quanh có những kẻ gian lận, những kẻ nguy hiểm, nó vào nó cướp tiền, cướp đồ, nó uy hiếp các cụ già thì sao? Các cụ già chỉ có ăn một ngày 2-3 bữa, ỉa đái bỉm sữa xong, không bao nhiêu tiền cả. Tự dưng PR cái chỗ đấy lên, xong rồi các cụ lao vào, ai đến cho 500, 200, 300, các cụ một cục tiền trong người. Thì tự dưng cái ông đổ rác cho cái mái ấm đó đi, hay cái ông thu tiền điện cho mái ấm đó, thấy rằng là cái mái ấm này nhiều người cho tiền, các cụ này để tiền trong người, nó lại canh một cái ngày con mụ quản lý đi vắng, đi lên lấy rau là ngày thứ năm đi, nó vào thu tiền điện. Thế là lòng tham con người xuất hiện, thấy các cụ có tiền. Có phải là làm hại các cụ không các bạn? Tôi làm cái gì ấy, là tôi cũng nghĩ đến cái sự lòng tham con người. Tại sao tôi đi nhậu, nhậu say xỉn cỡ nào, về việc đầu tiên của tôi là bấm mã két, vứt điện thoại, đồng hồ, điện thoại, tiền mặt vào trong két. Sáng ra ngủ dậy tôi mở két tôi lấy ra. Tại vì sao? Mình đi nhậu, mình để tiền trong túi. Ví dụ mình để cái tiền trong túi như thế này đi, đúng không? Mình để cục tiền trong túi mình nhậu, trả tiền, tip bo, mình không nhớ là mình còn bao nhiêu tiền. Mình không nhớ là mình còn bao nhiêu tiền ạ.
xong mình về mình say, mình để cái túi trên mặt bàn mình ngủ. Mệt quá, tự dưng bà giúp việc, trong nhà bà đang có việc, bà thấy bà nổi lòng tham chẳng hạn. Nhà người ta khó, người ta nổi lòng tham, đúng không ạ? Mình không nói về nó, không nói xấu, người ta tự động người ta lấy của mình. Một là mình không nhớ thì người ta mang tội ăn trộm. Hai mình nhớ, máu chó ngộ dồn lên não, tức truy lùng đoạt tiền, thì người ta cứ cãi, người ta không lấy. Người ta cãi không lấy thì khi mình mở camera check là bà lấy. Mình đập người ta là mình mang nghiệp. Đừng bao giờ để cho người khác có cơ hội sai. Mình phải đúng trước. Nên là mình rất rõ ràng, mình luôn cất tiền bạc đầy đủ, cất hết. Bởi vì đó là việc tự bảo vệ, vệ chính mình. Hai là bảo vệ chính họ. Mỗi người đều có một quan điểm, tôi là quan điểm như vậy. Còn cô khó khăn cái gì cô nói, con giúp được cái đâu con sẽ giúp. Con người là phải rõ ràng. Nên mình nói là đến cái việc đi làm việc thiện nó cũng là như vậy đấy. Chúng ta không nên ồ ạt, sẵn sàng mang quà về, sẵn sàng chở ngược quà về. Không cần con số, mọi người thấy đấy, Trang không đăng thông số bởi vì Trang rất mệt. Ví dụ như hôm qua mua 1.000 phần quà, chất trên xe 1.000 phần quà, đi đến chỗ nào, người nào thật sự cần cho xuống, không báo cáo rằng là thôn này, ví dụ 371 phần, xong ra thấy cái ông mà bị chất độc màu da cam ấy, đi bộ ngẩn ngơ, ông ấy không có được xuất bởi vì là đi theo hộ, một hộ là chỉ có một xuất quà, nhưng mà hai ông bà già nuôi một thằng con bị chất độc màu da cam, có nghĩa là họ vất vả hơn nữa. Một thằng con bị ngất ngơ, thất mất chất độc màu da cam cũng chỉ có một phần quà, giống như một hộ nghèo có hai đứa con đi làm bình thường, thì hiển nhiên tôi sẽ lấy một phần quà cho thêm, vì tôi là người quyết định số quà đó. Hãy cho thêm cái gia đình thật sự khó khăn thêm quà, cũng giống như cái nhà bà kia cũng được một phần, nhưng có đứa con gái tên là Liên bị điên, xong là bị hiếp hay sao ấy, có hai đứa cháu, có nghĩa là bà đó bị điên thì nhân khẩu nhà đó có bốn nhân khẩu, nhưng hộ khẩu chỉ có một, nên là chung một cái hộ khẩu chỉ cho một phần quà, thì là mình hiển nhiên tự động xuất thêm hai phần quà cho người mẹ điên và hai đứa con. Cái người làm từ thiện chỉ cần lòng mình đúng, tâm mình sáng, mình không có sợ gì hết. Cái người cho mình tiền, họ không nói, không comment, họ im lặng nhìn mình làm. Trên cao có ông trời nhìn thấy mình. Mình sai, mình đúng là tâm mình biết. Tôi thật các bạn ấy, in sao kê ra ủng hộ miền Trung 500.000. Chị ơi em ủng hộ miền Trung 500.000. Trang ơi mình gửi 500.000 nhé. Thế tôi hỏi các bạn, hàng bao nhiêu con người ủng hộ tiền cho tôi, ghi tên mình? Hàng bao nhiêu con người không ghi tên? Hàng bao nhiêu người bạn của tôi rúi tiền mặt cho tôi, không ghi tên, bảo là mày giấu tên tao? Hàng bao nhiêu con người như vậy, đúng không ạ? Thì tôi hỏi các bạn, việc làm từ thiện đúng sai nó chỉ trong giây phút thôi. Tại sao tôi phải gọi về chửi nhân viên đi? Mẹ chúng mày, 200 đô này tiền gì? Hôm nay nhận được 1.000 đô và một đoạn là 200 đô. Có hai đoạn 200 đô và một đoạn 1.000 đô. Nhân viên gửi vào, chờ cả buổi, cả trả tôi báo là cái gì? Thế tôi hỏi các chị, người nước ngoài gửi về có người thì mua hàng của bên tôi không phải trả tiền đâu. Nhưng mà cái trò, ví dụ 170 mấy đô thì chắc chắn 80% là tiền mua hàng. 200 đô riêng, 1.000 đô riêng, nó chắc chắn là tiền từ thiện. Nên là mình phải chính xác. Đừng bao giờ chỉ vì một sự lơ là của nhân viên dẫn đến việc sai của chính mình. Cạ mặt nó biết. Mình cứ làm việc đúng, trời xanh khắc an bài, trời biết tất biết tâm mình biết. Còn mình sai ấy, mình mang nghiệp. Ở đời ấy, người ta mặc hoa ra phấn nhé. Yeah.